Đây là Checkpoint Charlie, một trạm kiểm soát của quân đội Mỹ. Trong khi trong thời gian nước Đức còn chia hai, thì ở đây nó có những cái Checkpoint Charlie như thế này. Một là nằm ở section của Mỹ, hai là của Pháp, ba là của Anh Quốc. Bởi vì một phần của Berlin thời đó, một nửa được chia làm hai và một nửa nằm thuộc về Đông Đức, một nửa thuộc về Tây Đức. Và một nửa mà thuộc về Tây Đức thì được chia làm ba phần. Như đã nói hồi nãy, là một phần được kiểm soát bởi quân đội Mỹ, một phần được kiểm soát của quân đội Pháp và một phần kiểm soát của quân đội Anh Quốc. Mỗi phần như vậy thì họ có một cái trạm kiểm soát như thế này. Đây là của quân đội Mỹ, được gọi là Checkpoint Charlie. Xung quanh đây chỉ là những tòa nhà cao ốc và những chiếc xe bus được dành riêng cho khách du lịch để tham quan thành phố City Sightseeing Berlin. Phần đông ở đây, những tiệm quán ở đây chỉ là những tiệm ăn uống và bán đồ lưu niệm. Bentley. Đông Đức với lại Tây Đức, bức tường thành chia đôi, Đông Đức, Tây Đức.